Chào mừng các bạn đã đến với Đi giữa trời rực rỡ tập 49. Sau khi nhìn thấy cu lên xế hộp sang chảnh cùng Thái, Trải sốc lại tinh thần quay lại với công việc. Vừa đến shop, Trải đã được cô chủ chào đón nồng nhiệt bằng một ly nước ép trái cây. Nước ép bưởi đào đấy, uống đi cho mát. Tôi mua cho anh đấy. À, tôi có nước đây rồi. Thấy cô chủ bưng bê nặng nhọc, Trải đã ga lăng giúp đỡ và hỏi sao Ngọc Ngà không thuê thêm người làm giúp chia sẻ bớt công việc. Ngọc Ngà bảo thuê người được mấy hôm thì cũng nghỉ việc, tốn công đào tạo. Thuê tôi này. Tận tâm trách nhiệm. Amazing. Đẹp này, 10 điểm. Chốt luôn. Tôi sẽ trả anh 2 lương. Cả công ship đã được cửa hàng. Nhìn thấy được khả năng tiềm ẩn của Trải, cô chủ sốc ngỏ ý Trải về làm cùng mình. Không lòng vòng, Ngọc Ngà kéo Trải vào live stream ngay và luôn mặc cho Trải từ chối vì không biết live stream gì cả. Tôi không biết live bán hàng online gì đâu. Ôi giời ơi. Không biết thì đào tạo. Đi vào đây. Từ từ cô chủ ơi, chủ động tới tấp như này Trải chưa quen ha ha. Thế thử thôi nhá. Nếu mà không được thì cho tôi về chạy ship cũng được. Rồi, yên tâm. Mới lần đầu thử sức nhưng Trải giúp cô chủ sốc chốt đơn ầm ầm và nhận tiền hoa hồng nóng hổi. Ngọc Ngà bảo mình bán có thắng doanh thu hơn cả trăm củ khiến Trải lác cả mắt. Anh cứ yên tâm làm cho tôi chỉ cách làm giàu cho. Cô nói làm giàu không khó, thằng không có vốn như tôi lấy đâu mà làm giàu. Cô chủ shop cũng muốn Trải đồng hành cùng mình, cô sẽ giúp Trải làm giàu. Trải còn hơi ngại vì mình không có vốn thì làm giàu kiểu gì. Phú bà Ngọc Ngà liền trấn an Trải bằng một câu chất lừ. Sau này có gì thì tự mở kênh riêng, nếu mà thiếu vốn thì tôi cho vay, yên tâm. Tôi sẽ cố gắng. Để ăn mừng ngày đầu live stream thành công của ngôi sao mới nổi Trải, cô chủ Ngọc Ngà đã mời Trải đi ăn. Cô chủ sốc quá ông kê mò, Trải nghĩ sao về Ngọc Ngà nè anh hi hi. Hôm nay trả qua hên thôi chứ, hôm nào mà đen tôi thì không sao chứ, chắc cô sạp nghiệp. Phỉ phui cái mồm. Anh quát em à. Mình phải lạc qua lên chứ. Cô đến quán làm việc nhưng bị đồng nghiệp xa lánh, tỏ vẻ kỳ thị. Khi Thái bảo Bù và mình bán ít việc thì cô đã từ chối vì không muốn bị mọi người nghĩ mình xu nịnh sếp để trốn việc. À, dạ thôi ạ, để em vào quầy bar làm việc. Không, mọi người lại bảo là em nịnh anh để trốn việc. Vớ vẩn, em không vậy. Thái nhận được cuộc gọi của mẹ liền vội vàng về nhà khi biết bà bị ngã. Mẹ Thái bảo Thái hãy về nhà để chăm sóc mình vì bố và anh trai đều đã đi công tác. Thấy thế, Thái cũng chấp nhận quay về nhưng không ngờ bảo anh cũng kéo vali đến nhà Thái. Rồi, chiếc bẫy ngọt ngào đã được răng rồi đấy. Giờ con sang nhà thằng Quang lấy đồ xong mang về luôn. Mẹ ở nhà nghỉ ngơi nhá. Có gì gọi cho cô Khanh luôn. Thế con đi nhanh nhá. Dạ vâng, con chào mẹ. Con chào cô ạ. Hello anh. Em sang đây làm gì? Không biết nữa. Là mẹ gọi bảo anh tới. Vì mẹ sợ con không về. Làm riết nhiều cái thấy mệt ghê vậy. Bởi vậy nhiều lúc bất mãn không muốn nói luôn thì tình á. Sau khi bị bố đường loại khỏi cuộc chơi, Như có ý định muốn đi đứa bé nhưng chị Lê đã bảo Như không được nghĩ quẩn như thế. Như cho rằng nếu sinh ra mà không nuôi được thì còn thất đức hơn bỏ đi đứa bé. Như giờ đã biết mình sai khi chạy theo đồng tiền, bị khát vọng giàu có làm cho mờ mắt. Tới bản thân em còn chả muốn. Em giữ đứa nhỏ kiểu gì? Là em sai. Tại em muốn kiếm tiền một cách nhanh nhất. Tất cả là tại em. Thằng cha nó thì dịch giật. Mà cái nết em cũng cà chớm mà cháo. Chắc gì em đã nuôi dạy được nó. Nhiều khi sau này nó báo mình. Rồi nó báo đời. May mắn thay khi chị Lê luôn ở bên quan tâm, chăm sóc và an ủi cho Như lúc này. Chị Lê hứa sẽ cùng Như chăm sóc cho đứa bé. Em cảm ơn chị. Cô nghe mẹ gọi báo ông Triều sắp về bản nên cô mua thuốc gửi ông Triều mang về cho bố. Cô mang thuốc và trái cây sang nhà cho ông Triều. Ông Triều ngồi tâm sự với con dâu tương lai về Trải. Ông cảm thấy an tâm phần nào khi Trải biết thương bố và đã cố gắng làm việc hơn. Ông muốn Trải cùng mình về bản làm lại từ đầu nhưng thằng con chắc chắn là không chịu rồi. Mấy hôm vừa rồi bác nằm nghĩ, bác mới biết là thằng Trải nó rất là thương bác. Nó rất lo lắng cho bác. Nó ngoan lên nhiều rồi bố ạ. Ông cũng xin lỗi Cù vì đã luôn gán ghép Cù với Trải. Giờ đây, dù Cù không đồng ý làm vợ Trải thì cũng xem Trải như một người bạn, một người đồng hương. Đừng bỏ rơi Trải. Nếu không được, thì cháu cứ coi thằng Trải như là bạn, hoặc là người đồng hương.
cháu để mắt đến nó giúp bác. Trông thế thôi, chứ cái thằng Trải nó trẻ con mà ngô nghê lắm. Nghe mấy lời cảm động của ông Triệu, cô cho rằng ở đây có mình và Tả, cả bà sẽ không bỏ rơi ai đâu. Đang nói chuyện thì Trải về đến nhà, thấy Pu ngồi phía trong, Trải đã vội quay xe nhưng bị Pu gọi lại. Trải cho biết không muốn Pu nhìn thấy mình trong bộ dạng CP nhưng Pu đã bảo CP có gì xấu mà phải che giấu. Trời đất ơi, này Pu còn khen Trải đẹp nữa kia. Pu nói dáng vẻ Trải đi làm kiếm tiền trông đẹp trai hơn lúc trên bản nhiều nhiều. Nội tâm Trải lúc này chắc sướng điên lên rồi hỉ. Pu thấy Trải mặc cái áo này còn đẹp trai hơn lúc ở trên bản ý. Oh my god, what is that? Điêu. Thật. Giờ phải làm lụng kiếm tiền thì Trải có mặc áo này hay là một cái áo xấu hơn nữa, Pu vẫn thấy Trải đẹp. Tôi không tin. Pu thấy Trải đẹp á? Ừ. So it's a mirror, chị mirror đúng không? Trải còn chở Pu đi chở mua thức ăn về nấu cơm. Trải tiết lộ mình từng mơ đến việc được chở Pu như thế này. Dù làm xe ôm công nghệ có chở bao nhiêu người đi nữa thì chở vợ yếu vẫn phải khác bọt chứ. Đây là chở khách, còn đây là đang chở. Chở cái gì? Vợ yếu. Vợ yếu. Vợ yếu. Đó có phải là yêu hay không, tại sao lần đây mới nghe dạy. Cảnh này thật quen thuộc. Ta đã từng thấy nó ở đâu rồi. Cảnh tượng này thật là quen thuộc. Pu và Trải đi chợ phiên bản dưới thành phố. Dù bây giờ điều kiện kinh tế không còn như trước nhưng Trải vẫn chiều vợ yếu hết ga hết số. Đưa hẳn ví tiền cho Pu, thích mua gì thì mua. Pu đã từ chối vì không muốn Trải nghĩ mình lợi dụng Trải. Nhưng Trải khẳng định Pu không bao giờ lợi dụng mình. Pu làm thế vì Pu ghét mình và khiến mình không thích Pu nữa. Trải muốn biến người ta thành đứa vô ơn, chỉ biết lợi dụng Trải thôi đúng không? Không. Người ta chả biết thừa. Hồi đấy Pu chỉ tỏ ra vẻ đáng ghét thế thôi, để Trải đỡ và đi theo, đúng chưa? Không. Ghét thật đấy, ghét lắm. Phải làm thế cho bỏ ghét. Thật á? Ôi trời à, tự dưng nay đôi trẻ tình cùng quá không quen các bác ơi. Tại Trải làm phiền Pu nhiều rồi. Thôi xí xóa nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nhé. Trong mơ anh hái bông hoa, anh cài lên tóc em rồi nắm đôi tay của em.